ngọt mà thơm. Chắc ngắt ngọt ông ngọt. À. Ồ. Xoài quá trời trái luôn. Ồ. Trái siêu to khổng lồ luôn nè. Ồ. Mẹ ơi. Ồ, xoài nhiều trái quá mẹ ơi. Trái ông chụp to phải không? Ồ, trái to không ạ? Trái đấy nửa ký á. Ồ. Trái rất là to luôn nè. Ủa mà cái giống xoài này nó có ngọt không mẹ? Ừ, ngọt lắm nè. Ngọt mà giòn, ngon mà. Đúng không? Thấy không? Nó ngâm chua hết ta. Ừ, rất ngon mà. Ngọt liền luôn Dư ơi. Ừ, ngon hả như thế nào? Tôi ăn gần tay trái luôn. Ô, rau nè, đã. Xài rau rồi, nhà, ừ, rau nhà quê thôi. Ồ, ừ, ngọt liền luôn á. Sạch không? Mà có điều mũ nhiều quá. Ừ, mũ nhiều nhưng mà điều cái là cây không, không bao giờ có thuốc. Từ ừ. nhỏ giờ không có thuốc nên ok, của người ta là mẹ quân thuốc nó đầu trái, còn đây là tự nhiên. Ồ, ừ, ngọt liền luôn hả? Ừ, ừ. Ngon lắm. Ừ. Thầy đã. Ngon. Ừ. Hello. Ngon nữa. Ngon. Khó lắm nha, mua là dễ bị nhầm lắm đó. Dễ dàng gì vô được có cây đây, người ta mua cũng vậy nhưng mà trồng không đúng. Ngon. Quá ngọt quá. Ngọt ghê không? Ngọt quá. Ngọt liền muốn mà. Ngọt mà đi vô mà ngon lắm. Cho còn đã ra. Ngon quá. Ừ. Chặt ấy. Giờ coi ra nó rụng. Còn trái nửa ký hơn nửa ký đúng không? Ôi dồi. Ừ, đã. Coi Dư kìa. Cao quá Dư kìa. Ngon. Ngon. Ngọt mà. Ăn vậy cảm giác nó tươi ha. Này mà có thêm miếng muối Tây Ninh nữa hoặc là muối ớt nữa đúng bài. Có muối gì hả? Muối chấm nữa. Quá ả. Ồ. Còn ăn một trái là no luôn á. Quá trời. Quá trời. Hai trái chắc phải là được một ký. Một trái phải là nửa ký. Hơn một ký. To nặng. Trái này hơn cái một ký. Cán nó sạch mũ luôn. Ăn chập chập chập. Thì ăn không chập ngứa mỡ. Không cũng ngứa đâu. Nó mũ nhiều quá mà. Không mũ chứ mà nhìn ra nó cũng ngứa mỡ. Nó sưng cái mỡ thôi đâu ngứa đâu. Rồi ngồi giẫm nó có giẫm nằm nữa nè. Đó. Đó, trời. Một cái giẫm nằm ở dưới gốc cây xoài và cây bơ. Đó, chỉ đợi bơ chín là có thể cạp ăn luôn. Xoài chín là cạp ăn luôn. Đó, xoài siêu to khổng lồ. Wow. Em không thấy đường em bỏ rồi mà chị thật là đã. Nằm vừa mát mà vừa sạch sẽ mà vừa yên tĩnh nữa. Wow. Yên bình. Đi cắm xoài ăn nữa rồi về nè. Vợ kêu về rồi. Ủa cái đó chắc muốn mới đẻ. Ừ. Ở kia mấy ông em nhổ gì đâu? Đâu. Đấy. Cắn. Chứ để chưa rập hết. Ông sùm nó ăn nó nhổ cả hàng nhổ. Muốn xin bắp cắn thèm nè. Đã. Ăn tại cây. Phương gặm miếng to lắm. Ăn gì mới đã. Ui dư. Ui dư. Nhướng lên dư gặm lắm. Ui dư. Ê cái đầu gì. Ngon quá. Quá ngọt liệm luôn mà. Ừ, ngọt liệm. Ăn không luôn. có một cái cảm giác gọi là chua luôn á. Không có mùi chua luôn. Chua rói giòn rụm nữa. Nó non nó mới chua. Nó non là nó. Cái này cũng ngon mà. Không có cái gọi là già rồi. Già. Dạ. Ngọt. Ngon. Nhanh. Nè. Quá trời trái luôn nè mẹ. Mẹ. Quá trời trái luôn nè. Trái nhiều. Mà bơ này bơ dẻo hay là bơ sáp? Bơ sáp. Sáp hả? À? Nó ngọt không? Nó ngọt không? Ngọt. Ngọt mà thơm. Chắc ngắt ngọt không ngọt. Con ăn nó còn non, nó chín nó ngọt chứ. Ủa, sao mẹ không nói sớm? Trời má tèm. Mẹ phải nói là nó bơi sáp nhưng mà phải chín thì nó mới ngọt chứ mẹ không nói sớm gì hết. Mẹ sorry. Mẹ ăn thử không nè. Đắng ai, đắng lắm. Đây, nó thử đi. Ngọt mà. Nó ngọt nó chín chứ. Rồi mọi người nhớ lưu ý nha. Dù là bơ sáp, bơ dẻo hay bơ gì đi chăng nữa thì phải nhớ đợi nó chín rồi mới được ăn nha, chứ ăn sống vậy rất là bên kia phải không? Đắng á. Đắng quá, cái vị thật là kinh tởm. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Bye bye.